Sự biến đổi của âm dương tạo nên thay đổi của vật vật. Sự truyền hóa của động tĩnh làm nên tốt xấu của môn loài. Trên là khí dương, thiên khí. Dưới là khí âm, địa khí. Khí trường của con người là nhân khí. Thiên, thiên địa, địa nhân, nhân, vạn vật, vạn, vạn sự. các cụ thường dạy rằng sự hưng vượng hay suy vong của một gia tộc liên quan rất lớn đến việc xây nhà và chôn cất. Đây là những kinh nghiệm quý báu. Nó đã bao gồm tất cả các cái tri thức, các cái học thuật về phong thủy, dương trạch và âm trạch. Chúng ta quan sát một số hiện tượng trong các cái công trình xây dựng đương đại ngày hôm nay. Có thể phương Tây người ta xây dựng các thành phố, các cái tòa nhà bao bọc bởi các dòng nước, các khí lực tại Tây, kim thủy sinh và các cái tòa nhà được bao bọc nó là các yếu tố ngũ hành thuộc thổ có thể dùng được. Nhưng tại các vùng của Đông, Đông Nam và cụ thể như đất nước chúng ta là cung tốn vẫn có thể dùng các nguyên tắc đó, những thẩm mỹ kiến trúc đó xong phải bổ sung thêm một số các cái tri thức học thuật truyền thống bởi thực tế của chúng ta các tiểu vùng khí hậu khác nhau các cái nguyên khí của đông tây nam bắc trong cùng tốn cũng đều khác các nguyên khí đông tây nam bắc của các cái vùng thuộc cung đoài cung càn hay nói chung là các vùng thuộc phương tây căn cứ theo cái cách quan sát của chúng ta trong cái giai đoạn vừa qua hiện tại đang xảy ra một số các biến cố dù rằng chúng ta rất cố gắng rất nỗ lực xong vẫn có những việc cần phải khắc phục để đạt được những cái điều tốt đẹp hơn chúng ta đều biết các công trình kiến trúc của những cái tòa nhà hiện nay đều bám theo các mặt sông mặt hồ nhưng mà cái cách nhìn của phong thủy truyền thống họ lo lắng vì đằng sau lưng của các tòa nhà của các ngôi nhà đều là các vệ sông, các cái đáy ao, đáy hồ và thậm chí là cả các cái đáy của các cái mặt bờ biển. Một số các kiến trúc đều làm thông trước và sau, trước cũng có thể hướng thủy, sau lưng cũng tựa vào nước. Một cái câu kinh quyết mà truyền khẩu ấy, người ta đã người ta đã nhắc nhở, tọa sơn hướng thủy toàn dân chúng ta đều có thể khắc phục nó vẫn đẹp vẫn giữ vững được cái cơ cấu kiến trúc thì các cụ dạy mãi rồi trước cao 6 mít khí của thổ cũng là khí vật chất cũng là núi cây mít lá tròn hương vị ngọt quả mít màu là màu vàng đều biểu trưng cho núi. Trong các tòa nhà đó, phòng thủy học người ta thường bổ sung các cây mít trang trí. Nếu như không có những điều kiện để tạo được các cái thuộc tính này bởi nhiều cái học thuật khác thì cái giải quyết đơn giản nhất tức là lại phải dùng các cái văn hóa truyền thống đó ứng dụng vào. Cái cây câu tại sao phải trồng đằng trước? Vì mặt bản chất các cái rễ câu đều là các chùm được ví như những cái đàn chim sẻ. Cái cây câu trong thuộc tính chính là cung càn mang chữ càn tiên thiên mà lại nằm tại phía trước là chu tước theo cái cách đánh giá đá của của phong thủy truyền thống. Thuộc tính là thuộc tính động. Người ta trồng thêm một cái cái chầu không để lấy cái nghĩa chữ biểu trưng cho cái giàu có. Thuộc tính là thuộc tính động, thanh âm cũng biểu trưng cho cái sự phát triển thì hãy khoan bàn về chu tước, bàn về huyền vũ, tức là bàn về cái đáy nhà. Cái quan điểm của tôi cho thấy rằng các kiến trúc hiện đại nếu như không có các cách giải quyết khác thì nên để cho các kiến trúc gia phải thiết kế một số những cái thuộc tính trong đó bổ sung cây cối thì các cây cối trang trí nên có cây mít hoặc các cây lá tròn mọc ở đáy tọa vào các các bờ sông bờ hồ, bờ ao để chúng ta khắc phục. Nếu như không giải quyết triệt để được các vấn đề này, các công trình đó khi suy vong sẽ dẫn đến rất nhiều các cái phiền toái thậm chí cao hơn là các cái hệ lụy mang tính trùm hệ lụy. Việc thứ hai, một cái quan sát chúng ta suốt cả một thời kỳ dài các cái con đường liên xã truyền thống của nông thôn Việt Nam để chúng ta quan sát dễ quan sát nhất bao giờ cái cái xương sống ở giữa con đường đi trong làng trong trong ngõ thì đều cao hơn hai bên gọi là đường xương cá muốn thành công được các nhân tài tại các vùng các vị trí thì người xưa đã dặn các trục thông thủy giữa thì phải núi hai bên phải sông núi thì quản nhân sông thì quản tài liên quan đến con đường là tài khí tài khí mạnh thì con người phải vững vàng phải vững chắc nếu như một con đường được đoan chính thì tất cả những người lãnh đạo cũng mang ý nghĩa trên là chỗ dựa cho tài khí nhân và tài phải đi song hành với nhau do vậy các anh các chị cần phải biết các biểu trưng không phải chỉ mang tính văn hóa, các biểu tượng đều là bắt nguồn từ thực tiễn để xây dựng từ thực tiễn và hình thành chấp lọc sẽ tiến tới văn hóa. Chúng ta đang quan tâm đến các văn hóa ứng dụng. Nếu như trong các điều kiện trang trí, các buồn hoa, các vườn hoa vẫn phải tạo điều kiện cao cho các yếu tố mang tính nhân tài một đài phun nước phải đảm bảo được hai yếu tố nhân tài các vị trí tĩnh là con người là nhân sự các vị trí động trong đấy gồm có đài phun nước các cái vòi phun nước các cái biểu trưng phun nước thì đều là biểu tượng biểu trưng của tài khí nhân tài phải cân bằng chúng ta sẽ đạt được những kết quả như mong muốn cái việc mà tế lễ cũng vậy người ta đã thường nói xương cốt Thịt của cha mà da thịt thì của mẹ cái việc mà chúng ta giải quyết trong các âm phần ngoài các cái tính môi trường vệ sinh thực tiễn nhưng chúng ta vẫn phải giữ được các ý nghĩa gần như một cái kinh nghiệm mà ông cha đã để lại cố gắng làm thế nào phải có được các cái cây cỏ mọc xung quanh các ngôi mộ đó tươi tốt sạch sẽ vì đó chính là cái biểu trưng của các thế hệ kế tiếp sẽ được được mọc lên và phát triển như cái biểu trưng đó chúng ta đang xi măng hóa rồi bê tông hóa và các yếu tố chất liệu hóa nhiều ở những cái khu vực trang trí cái vấn đề về môi trường đã, đã là một chuyện nhưng trong các yếu tố về phong thủy âm trạch cũng có đôi điều phải suy nghĩ thì là những yếu tố mà chúng ta tham khảo. Đến cái cuối cùng, một ngôi nhà bắt đầu từ lúc chúng ta khởi công xây dựng, phong thủy truyền thống họ xác định 30 năm là tới giai đoạn thoái vận chúng ta phải sửa chữa, phải cải tạo và phải làm mới. Trong những điều kiện không làm mới được, không xây dựng lại được, không cải tạo được, người ta chỉ cần thay một viên gạch giữa lòng nhà là xong. Trong trường hợp cái nền móng đó không thể thay, thì các cụ ngày xưa thường đo phía đằng trước cổng, lấy cái số kích thước của cổng trong số lạc thư kiểu cung họ tìm một cái ao họ vớt một cái đống bùn ở cái ao trước hoặc hồ ở trước cái mặt cửa nhà mình họ đặt cái đống bùn đó vào vị trí giữa nhà sau một ngày thì họ mang cái đống bùn họ bỏ đi đống bùn đó sẽ được bọc vào một cái vải đỏ lý giải cái hiện tượng trên chúng ta sẽ dành vào một thời gian khác nhưng cái kinh nghiệm để cho thấy một nhà thoái vận phải có một động thái thế thì mệnh người và mệnh trạch có liên quan với nhau. Hàng năm một cái ngôi nhà chúng ta cứ mỗi một lần Tết đến rồi xuân đi lại xuân đi Tết đến cái ngôi nhà đó được sơn, được quét, được dọn dẹp ba mươi năm lại phải đại tu hay bảo dưỡng, phải cải cách, sửa chữa cái ngôi nhà còn như vậy thì con người cũng thế thôi bất kỳ một một thuộc tính gì phải sửa chữa phải cách mạng phải thay đổi mới phát triển vấn đề giữa mệnh người và mệnh trạch có liên quan chặt chẽ và từ những yếu tố trên chúng ta không cực đoan trước cách nhìn nhưng các vấn đề phải lưu ý một cách sâu sắc vẫn là một tiêu chí cần thiết và đặc biệt các văn hóa truyền thống luôn luôn vẫn đi song hành với cái sự phát triển của các tri thức đương đại và chính nó là một tài sản của bất kỳ một quốc gia nào căn cứ theo thuộc tính và cái tính đặc thù dân tộc của quốc gia đó đó là những phần khái quát lên cái đầu xuân chúc tất cả các quý vị mạnh khỏe hạnh phúc nhân một cái năm mới